Cô Thảo xin chào các con. Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt 2 của trường học trực tuyến tuyển sinh 247. Như vậy là hôm nay cô và các con đã cùng nhau đến với tuần số 10 của chương trình tiếng Việt 2. Và để bắt đầu cho tuần học mới của chúng ta, cô và các con sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Đấy là trò chơi giải ô chữ. Các con để ý là trên màn hình của cô sẽ có 5 ô chữ hàng ngang tương ứng với 5 câu hỏi. Mỗi ô hàng ngang chứa một chữ cái của một ô hàng dọc. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ trả lời đúng từ khóa ô hàng dọc để giành chiến thắng. Trong quá trình mình trả lời các câu hỏi hàng ngang, nếu chúng ta đã có đáp án của câu trả lời của hàng dọc rồi thì chúng ta sẽ nhắn cho cô Thảo nhé. Bởi vì khi chúng ta tìm được từ khóa của ô hàng dọc là chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, ở đây câu hỏi này của chúng ta có 1, 2, 3, 4, có 4 chữ cái. Vậy thì các con thử xem mình có đoán đúng được câu hỏi đầu tiên này không nhé. Câu 1, điền từ còn thiếu vào chỗ chấm, 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 cha như núi Thái Sơn. Các con thử suy nghĩ và điền vào giúp cô Thảo nào. Ở đây là từ này có 4 chữ cái, đúng không? Vậy thì chắc chắn rồi, đây chính là từ công, đúng không? Có câu ca bài ca dao là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đúng chưa nhỉ? Thì trong quá trình mình học ở chương trình tiếng Việt 2 thì chúng ta lưu ý cho cô là các con học thêm nhiều câu ca dao tục ngữ để bổ sung vốn từ cho mình nhé. Sang tiếp câu số 2. Môn học này giúp em hát hay múa đẹp. Môn học nào mà kỳ diệu vậy nhỉ? Bây giờ các con thử đoán cho cô đó là môn học nào nhé. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 chữ cái. Vậy thì môn học gì ở trong lớp mà giúp chúng mình hát hay và múa đẹp nhỉ? À, chắc chắn rồi. Đây chính là bộ môn âm nhạc, đúng không? Sang tiếp đến câu số 3. Với hai câu hàng ngang này rồi thì chúng ta đã bạn nào đoán ra được từ khóa của hàng dọc chưa? Chắc là chưa đúng không? Bây giờ mình sẽ sang tiếp câu số 3 nhé. Môn ngoại ngữ nào chúng mình đang học? Môn ngoại ngữ nào mà mình đang học nhỉ? À, đây là mình xem nhé. Đây chính là môn tiếng Anh, đúng không? Như vậy là mình đã có 3 từ khóa của hàng dọc rồi. Bây giờ mình xem tiếp để xem từ khóa của hàng dọc hôm nay là từ nào nhé. Câu tiếp theo. Đồ dùng học tập để ghi lại chữ viết trên giấy. Đồ dùng nào mà để dùng để ghi lại chữ viết trên giấy các con nhỉ? Ở đây có 3 chữ cái. À, chắc chắn rồi, đây chính là cái bút, đúng không? Thế vậy thì với hàng dọc này chúng ta đã đoán được ra đây là từ khóa gì chưa? Cô chắc chắn là đã có bạn đoán được rồi đấy. Vậy thì bây giờ mình thử xem nốt cái từ khóa của hàng ngang cuối cùng này để xem cái đáp án của chúng ta có chính xác hay không nhé. Câu hỏi tiếp theo. Ngày đầu tiên trong tuần là ngày thứ mấy? À, trong quá trình học chúng ta đã được hỏi rất nhiều những câu hỏi như thế này rồi, đúng không? Ngày đầu tiên trong tuần là ngày thứ mấy? Ngày cuối cùng trong tuần là ngày thứ mấy? Vậy thì ngày đầu tiên trong tuần chính là ngày thứ hai, đúng chưa nhỉ? Như vậy là với hàng dọc này của chúng ta, các con đã đoán ra được từ khóa này là từ khóa gì chưa? À, đây chính là ông bà, đúng không? Và ông bà cũng chính là chủ điểm mà chúng ta sẽ học trong tuần 10 này. Vậy chúng ta quan sát, đây chính là bức tranh ở trong chủ điểm của chúng ta. Chủ điểm nói về ông và bà, đúng không? Ngày xưa cô nhớ là cô đi học, cô giáo dạy cô rất nhiều những bài thơ hay nói về ông bà. Ví dụ như là hè về bé lại thăm quê, được đi lên dãy, được về tắm sông, thăm bà rồi lại thăm ông, thả diều câu cá sướng không gì bằng. Đêm về bé ngắm ông trăng, nghe ông kể chuyện sinh thành ngày xưa. Như vậy là khi nói đến ông bà thì mình thường nói đến là những kỷ niệm bên cạnh ông bà, vui đùa bên cạnh ông bà và được nghe ông bà kể chuyện, đúng không? Và cô Thảo còn nhớ là nhất là những đêm vào những hôm buổi tối mà trời có rất nhiều sao thì thường ngồi dưới chiếu cùng với ông bà. Bên cạnh ông lúc nào cũng có những ấm trà, đúng chưa nhỉ?
cũng có những ấm trà. Thỉnh thoảng ông nhấp một ngụm trà và ông kể cho rất nhiều chuyện thú vị. Và các con ơi, ông bà còn kể cho cô rất nhiều chuyện về bầu trời nữa đấy. Ông bà còn chỉ cho cô là đâu là ông thần nông này và đâu là đàn vịt của ông thần nông. Cô còn được tưởng tượng cả hình chiếc muôi nữa đấy. Nếu mà chúng ta chưa bạn nào được ngắm trăng, ngắm sao cùng với ông bà thì chúng ta hãy thử một vào một đêm trăng mùa hè để chúng ta trải nghiệm nhé. Và hôm nay quay trở lại với chủ đề về ông bà thì bài đầu tiên của chúng ta học với chủ đề này chính là bài tập đọc Sáng kiến của bé Hà. Được chưa? Chúng ta sẽ mở sách giáo khoa. Chúng ta sẽ mở sách giáo khoa trang 78 để mình bắt đầu bài đọc ngày hôm nay nhé. Bài tập đọc Sáng kiến của bé Hà. Phần đầu tiên cô sẽ hướng dẫn chúng ta luyện đọc. Khi luyện đọc bài Sáng kiến của bé Hà thì chúng ta để ý cho cô là giọng đọc của người kể chuyện thì mình đọc với giọng thong thả, nhẹ nhàng. Còn giọng của bé Hà thì hồn nhiên, vui nhộn một chút. Và giọng của bố thì là đầy sự tán thưởng. Vậy thì bây giờ chúng ta mở sách trang 78, cô sẽ đọc trước một lần về bài đọc này, sau đó chúng ta sẽ đọc theo. Sáng kiến của bé Hà. Ở lớp cũng như ở nhà, bé Hà được coi là một cây sáng kiến. Một hôm Hà hỏi bố: "Bố ơi, sao không có ngày của ông bà bố nhỉ?" Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích: "Con đã có ngày mùng 1 tháng 6, bố là công nhân có ngày mùng 1 tháng 5, mẹ có ngày mùng 8 tháng 3, còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả." Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm ngày ông bà. Vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già. Ngày lập đông đến gần, Hà suy nghĩ mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì biếu ông bà. Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó, Hà ngả đầu vào vai bố. "Con sẽ cố gắng bố ạ." Đến ngày lập đông, các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà. Ông bà cảm động lắm. Bà bảo: "Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống trăm tuổi." Ông thì ôm bé Hà nói: "Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm 10 của cháu đấy." Như vậy là khi đọc bài Sáng kiến của bé Hà, chúng ta lưu ý cho cô về giọng đọc của người kể chuyện, về giọng của bé Hà và về giọng của bố. Được chưa nhỉ? Tiếp theo trong phần luyện đọc, cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc một số từ khó. Ví dụ như từ ngày lễ, thì các con chú ý là với những từ có dấu ngã thì chúng ta kéo dài hơn một chút. Đúng chưa? Để bởi vì nhiều bạn đọc từ ngày lễ, những chữ có dấu ngã thì các bạn sẽ đọc bị chệch đi mất. Vậy thì các con để ý là mỗi khi có dấu ngã ở một từ nào đó và từ đó lại là kết thúc thì chúng ta đọc kéo dài hơn một chút. Ví dụ như ngày lễ, đúng không? Thứ hai, từ thứ hai là lập đông. Thứ ba, sáng kiến. Thứ tư, ngạc nhiên. Với từ khó này thì chúng ta hãy đọc, mình hãy tập đọc trước. Trước từ khó này, sau đó mình mới đọc vào bài. Chúc thọ. Suy nghĩ. Ở đây lại là một từ có dấu ngã thì mình đọc hơi kéo dài một chút. Suy nghĩ. Phần 3 là cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải nghĩa một số từ khó. Trong quá trình học, nếu chúng ta còn từ khó nào thì mình có thể comment ở bên dưới để cô sẽ giải nghĩa cho chúng ta. Thứ nhất là về cây sáng kiến. Bình thường khi nói đến cây thì mình tưởng tượng ngay ra một cái cây mà mọc ở trên đất và có rất nhiều lá, có hoa và có quả, có cành, đúng không các con? Nhưng mà ở đây cây sáng kiến. Cây sáng kiến thì là gì? Ở đây cây sáng kiến là ý là chỉ người có rất nhiều sáng kiến, có rất nhiều ý tưởng hay thì gọi là cây sáng kiến. Thứ hai, lập đông. Từ lập đông có nghĩa là chỉ cái thời gian mà bắt đầu mùa đông, những ngày mà bắt đầu mùa đông. Thứ ba, chúc thọ có nghĩa là chúc mừng người già sống lâu. Bình thường thì các cụ cao tuổi đến tuổi 70 hay từ 65 này, 70 sẽ có những ngày chúc thọ, chúc mừng các cụ đã sống lâu và sống khỏe. Có các bậc như là 70 này, hoặc đến 75 tuổi này, hay 80 tuổi này là các cụ sẽ được tổ chức để chúc mừng, đó là mừng, gọi là mừng thọ.
Và đến phần số 4, cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách đọc, mình đọc ngắt nghỉ. Các con lưu ý là khi mình học phần này thì mình để ý cho cô, mình sẽ tập đọc những đoạn hoặc là những câu dài trước, sau đó mình mới đọc trơn của toàn bài sau. Các con lưu ý nhé. Nào ở đây, hai bố con bàn nhau. Con để ý những phần gạch chân thì mình hơi nhấn một chút nhé. Các con, hai bố con bàn nhau có nghĩa là đang thảo luận, đang trao đổi với nhau để đưa ra một quyết định nào đó thì gọi là bàn nhau. Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm ngày ông bà. Vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già. Như vậy các con để ý là mỗi một cái dấu sượt ở đây thì chúng ta sẽ nghỉ một chút và sau đó chúng ta mới đọc tiếp. Câu số 2, món quà ông bà thích nhất hôm nay là chùm điểm 10 của cháu đấy. À, mình lại thấy có một từ đấy là từ chùm điểm 10. Bình thường mình thấy có gì nhỉ? Có chùm gì nhỉ? Chùm hoa này, hay chùm bong bóng này, hay chùm gì, chùm quả này, đúng không? Nhưng ở đây lại là chùm điểm 10. Ý nói là bạn có rất nhiều điểm 10, đúng không? Như vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta cách đọc ngắt nghỉ. Với những câu dài, cô lưu ý là chúng ta sẽ lấy bút chì để mình sượt vào trong sách giáo khoa, sau đó mình sẽ tập đọc lại. Mình sẽ sang phần số 2, đấy chính là phần tìm hiểu bài. Mình sẽ trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa. Hôm nay chúng ta có tất cả là 5 câu hỏi, và câu hỏi đấy ở trang số 79. Câu 1, bé Hà có sáng kiến gì? Các con lưu ý cho cô là cô đã hướng dẫn chúng ta về cái cách mình trả lời câu hỏi rồi, đúng không? Đầu tiên là mình sẽ tìm xem là trong câu hỏi này có những từ khóa nào. Ở đây thì câu hỏi yêu cầu chúng ta là bé Hà có sáng kiến gì? Vậy thì mình sẽ gạch chân từ bé Hà và từ sáng kiến. Sau đó mình sẽ tìm cái từ khóa đó ở trong đoạn văn, đoạn số 1. Mình thử tìm xem nhé. Ở lớp cũng như ở nhà, bé Hà được coi là một cây sáng kiến. Đó, bé Hà đã xuất hiện trong đoạn văn của chúng ta rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc tiếp để mình tìm được các câu trả lời phù hợp. Một hôm Hà hỏi bố, bố ơi sao không có ngày của ông bà bố nhỉ? Đó, với câu 1 như thế thì chúng ta thấy rằng câu trả lời của mình là gì đấy? Bé Hà có sáng kiến là chọn một ngày lễ là ngày lễ cho ông bà. Được chưa? Câu hỏi số 2, vì sao Hà lại có sáng kiến như vậy? Cô thấy đây là một sáng kiến như thế nào? Các con thấy đây là một sáng kiến như thế nào? Rất là sáng tạo đúng không? Bởi vì cô cũng chưa thấy ai mà có tự nhiên có sáng kiến để tạo thành một ngày ông bà cả. Như vậy, cái sáng kiến này vừa thể hiện bạn là một người có rất nhiều ý tưởng, và thứ hai, bạn là một người luôn luôn yêu thương và kính trọng ông bà của mình, đúng chưa? Với câu số 2, vậy vì sao Hà lại có sáng kiến như thế? Hà có sáng kiến đó vì Hà nghĩ rằng là bạn đã có ngày mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, đúng không? Bố là công nhân có ngày mùng 1 tháng 5, mẹ thì có ngày mùng 8 tháng 3, còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả. Chính vì như vậy, bạn mới nảy ra một sáng kiến đó là chọn một ngày làm ngày lễ cho ông bà. Đến câu hỏi số 3 là bé Hà còn băn khoăn chuyện gì? Vậy trước khi muốn biết là bé Hà còn băn khoăn chuyện gì, vậy thì mình thử tìm hiểu xem ngày mùng 1 tháng 6 là ngày gì, ngày mùng 1 tháng 5 là ngày gì và ngày mùng 8 tháng 3 là ngày gì. Chắc chắn là chúng ta đã có câu trả lời rồi, đúng không? Cô Thảo chỉ hướng dẫn chúng ta để chúng ta nhớ lại một chút thôi. Ngày mùng 1 tháng 6 được coi là ngày quốc tế thiếu nhi, đúng chưa? Đây là ngày mà chúng ta được ba mẹ tặng quà này, hay ba mẹ đưa chúng ta đi chơi này. Đó, và ngày này là coi là ngày lễ của thiếu nhi chúng mình. Vậy thì các con ơi, các con có biết là vì sao lại có ngày mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi không? Đã bạn nào tìm hiểu về ngày này chưa? Cái ngày quốc tế này nó xuất phát từ một cái sự kiện lịch sử vô cùng đau buồn. Đó, đấy là vào ngày mùng 1 tháng 6 của những năm về trước, rất là lâu năm về trước rồi. Cô nhớ không lầm thì là năm 1942. Lúc đấy, phát xít Đức đã bắt rất nhiều các bạn, bắt rất nhiều trẻ con, rồi người lớn ở trong một ngôi làng của Tiệp Khắc. Và sau đó là các bạn trẻ con đó hình như là có tất cả là 108 các bạn nhỏ đều bị phát xít Đức sát hại. Chính vì như vậy, sau này Hội Liên hiệp Phụ nữ Quốc tế đã lấy ngày mùng 1 tháng 6 là cái ngày để tưởng nhớ lại
những bạn trẻ đã bị sát hại và là một ngày để công bố với thế giới rằng đây chính là ngày của thiếu nhi và là cái ngày mà quyền của thiếu nhi được bảo vệ. Vậy chúng ta thấy rằng mỗi một cái sự kiện, mỗi ngày quốc tế thiếu nhi nó ẩn sau đó là đều là một cái sự kiện lịch sử nào đó. Và với ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 cũng vậy, nó cũng xuất phát từ một cái sự kiện trong lịch sử. Và để ghi nhớ sự kiện đó nên người ta đã chọn ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Và đến với ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 cũng như vậy. Như thế là chúng ta thấy rằng ngày lễ nào thì cũng có một cái sự kiện ở sau cái ngày lễ đó, đúng không? Thì các con hãy tìm hiểu thêm xem là ngày quốc tế lao động vì sao lại chọn ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế phụ nữ làm sao, vì sao lại chọn ngày mùng 8 tháng 3, đúng không? Vậy thì bây giờ mình thử xem bé Hà lại chọn ngày nào là ngày cho ông bà đây, và lý do bé Hà chọn là ngày gì? Lý do chọn là gì, đúng không? Nó có giống những cái lý do ở trên đây của những ngày quốc tế này không? Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu tiếp. Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì? Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì? Ở đây, bé Hà còn băn khoăn chưa biết nên chuẩn bị quà gì để biếu ông bà, đúng không? Tại vì trước đấy là bé Hà đã xác định hai bố con chọn ngày lập đông hàng năm làm ngày ông bà, đúng không? Với các sự kiện ngày mùng 1 tháng 6 hay là ngày mùng 1 tháng 5 hay là ngày mùng 8 tháng 3 thì đều có một sự kiện lịch sử nào đó rồi. Còn riêng bé Hà thì bé Hà nghĩ rằng ngày lập đông hàng năm thì ngày đó là ngày trời bắt đầu trở rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già. Chính vì lý do đó mà bé Hà đã có sáng kiến chọn một ngày lễ làm ngày lễ cho ông bà. Như vậy là một sáng kiến và một lý do cũng hết sức là đáng yêu, đúng không các con? Vậy thì sau khi mình đã trả lời câu 1, câu 2 và câu 3 rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và trả lời câu số 4. Hà đã tặng ông bà món quà gì? Ở đây là Hà đã suy nghĩ rất là nhiều, đúng không? Hà đã suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn là không biết là mình sẽ tặng ông bà quà gì. Thế thì Hà, bố đã gợi ý cho Hà và Hà đã quyết tâm thực hiện cái lời đề nghị đó. Thì Hà đã, quà Hà tặng cho ông bà chính là chùm điểm 10, là cả một quá trình bạn ấy cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập để ông bà vui lòng, đúng không? Vậy thì nếu em là Hà thì em sẽ tặng gì cho ông bà? Vậy các con hãy suy nghĩ câu hỏi này và con gửi lại câu trả lời cho cô Thảo nhé, để cô Thảo biết được rằng là các con sẽ chuẩn bị gì cho ông bà của mình. Khi tìm hiểu xong câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng câu hỏi số 5 của chúng ta là bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào? Mình sẽ dựa vào các sự kiện ở trong sách giáo khoa và mình dựa vào suy nghĩ của mình. Mình thử xem bé Hà là một người như thế nào. Vậy thì ở đây, đây là một số gợi ý của cô. Thứ nhất, bé Hà là một cô bé rất ngoan, đúng không? Bé biết nghĩ đến ông bà, đúng chưa nhỉ? Và thứ hai là bé Hà là bé có nhiều sáng kiến, kính yêu ông bà và rất quan tâm đến ông bà. Phải có một tấm lòng thương yêu và quan tâm ông bà đến mức nào thì bé Hà mới có thể nghĩ ra sáng kiến, một cái sáng kiến rất hay là tìm và chọn một ngày lễ dành cho ông bà. Như vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta xong phần tìm hiểu bài của bài sáng kiến của bé Hà. Và hôm nay trong phần ghi nhớ của bài học này thì cô có một yêu cầu nho nhỏ để thử thách chúng ta. Đó là chúng ta hãy ghi lại những việc em đã làm hoặc sẽ làm để thể hiện tình cảm đối với ông bà. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra một tờ giấy nháp hoặc là ghi ra một cuốn sổ của chúng ta, là chúng ta những hành động cụ thể chúng ta định làm hoặc là sẽ làm, những việc mà chúng ta có thể làm được ngay để thể hiện được tình cảm đối với ông bà của mình. Và nếu không ngại thì chúng ta hãy chia sẻ điều đó với cô Thảo nhé. Và bây giờ để tiếp tục bài học của chúng ta thì mình sẽ đến với phần số 2 là phần kể chuyện sáng kiến của bé Hà. Và phần kể chuyện, kể lại câu chuyện sáng kiến của bé Hà ở trang 79, mình sẽ mở sách giáo khoa để mình học tiếp học phần này nhé. Đề bài yêu cầu chúng ta là dựa vào ý kiến, dựa vào gợi ý để kể lại từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện. Thì ở đây
Trong sách giáo khoa, thầy cô đã cho chúng ta 3 gợi ý. Gợi ý thứ nhất là chọn ngày lễ, gợi ý thứ hai là bí mật của hai bố con, và gợi ý số 3 là niềm vui của ông bà. Để làm được phần kể chuyện này thì các con lưu ý cho cô. Thứ nhất là mình phải kể một giọng tự nhiên, sử dụng lời của mình khi kể và phối hợp với điệu bộ, giọng điệu cho phù hợp. Vậy thì với lưu ý này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để mình kể lại câu chuyện. Yêu cầu số 1 của chúng ta là dựa vào các ý kiến sau, kể lại từng đoạn câu chuyện sáng kiến của bé Hà. Và ba ý này, ý đầu tiên là chọn ngày lễ, ý thứ hai là bí mật của hai bố con, và ý thứ ba là niềm vui của ông bà. Với những ý kiến này, nó tương ứng với các đoạn ở trong cái phần câu chuyện sáng kiến của bé Hà. Vậy thì bây giờ mình sẽ kể các câu chuyện này như thế nào, làm sao để dựa vào một ý này để kể ra các câu chuyện được. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta. Đầu tiên, với ý thứ nhất, đấy là chọn ngày lễ. Thì mình sẽ kể gì đây? Mình quan sát tranh và mình nhớ lại câu chuyện đó. Và mình dựa vào từ khóa mà thầy cô đã cho chúng ta để mình kể lại nhé. Để kể được câu chuyện này thì chúng ta lưu ý cho cô là cô sẽ hướng dẫn chúng ta kể lại bằng cách cô sẽ đưa ra những câu hỏi để cho chúng ta từ câu hỏi đó mình trả lời và mình kể lại được câu chuyện. Thứ nhất là bé Hà được mọi người coi là gì, vì sao? Bé Hà được mọi người coi là gì các con nhỉ? Các con nhớ lại câu chuyện xem nào. À, ở đây là bé Hà được coi là một cây sáng kiến vì bé luôn đưa ra rất nhiều ý kiến và nhiều ý tưởng khác nhau, đúng không? Với câu số 2, lần này bé đưa ra sáng kiến gì? À, lần này bé muốn chọn một ngày để làm ngày lễ của ông bà. Khi chúng ta trả lời các câu hỏi mà cô đưa ra, các con hãy cố gắng trả lời bằng giọng kể của mình để mình nhớ lại câu chuyện và để lát nữa chúng ta có thể kể lại được toàn bộ câu chuyện của mình. Câu số 3, tại sao bé lại đưa ra sáng kiến ấy? Vì bé muốn mọi người trong nhà đều có ngày lễ của mình. Bé thì có ngày quốc tế thiếu nhi là ngày mùng 1 tháng 6, bố thì có ngày quốc tế lao động là ngày mùng 1 tháng 5, mẹ thì có ngày quốc tế phụ nữ là ngày mùng 8 tháng 3, còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả. Chính vì vậy mà bé đã đưa ra sáng kiến là chọn một ngày lễ dành riêng cho ông bà, đúng không? Câu số 4, hai bố con bàn nhau lấy ngày nào làm ngày lễ của ông bà và vì sao? Hai bố con đã bàn bạc rất lâu và quyết định lấy ngày nào các con nhỉ? À, hai bố con đã bàn bạc và chọn ngày lập đông vì đây là ngày mà trời bắt đầu rét. Mọi người cần chú ý chăm lo cho sức khỏe của các cụ già. Chính vì vậy mà bố và bé Hà đã lựa chọn ngày lập đông chính là ngày lễ của ông bà, đúng không? Như vậy là với cái câu hỏi của mà cô đưa ra thì cô tin chắc chắn rằng các con sẽ kể lại được câu chuyện đấy. Với cái ý đầu tiên là ý chọn ngày lễ, đúng không? Bây giờ đến ý số 2 là bí mật của hai bố con. Với từ khóa bí mật của hai bố con thì cô cũng sẽ đưa ra những câu hỏi để gợi ý cho chúng ta kể lại câu chuyện. Thứ nhất là khi ngày lập đông đến, bé Hà đã chọn được quà gì để tặng ông bà chưa? À, chúng ta thấy rằng là dù bé Hà đã suy nghĩ mãi, suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được là sẽ tặng ông bà món quà gì, đúng không? Như vậy là với ý đầu tiên là chọn ngày lễ cho ông bà thì cô đã hướng dẫn chúng ta cách đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi để có thể kể lại được ý này. Bây giờ mình sang ý B là bí mật của hai bố con. Thì các con sẽ trả lời những câu hỏi này để mình kể lại câu chuyện một cách tự nhiên nhất. Khi ngày lập đông đến, bé Hà đã chọn được quà gì để tặng ông bà chưa? À, khi ngày lập đông đến, mặc dù là bé Hà đã suy nghĩ rất là kỹ, suy nghĩ rất là lâu nhưng mà vẫn chưa thể chọn được một món quà thích hợp để tặng ông bà. Chính vì vậy mà lúc này bé Hà rất lo lắng, đúng không? Tiếp tục, khi đó ai đã giúp bé Hà tặng quà cho ông bà? Ai đã gợi ý cho bé Hà để ý tưởng để tặng quà cho ông bà nhỉ? À, lúc này là bố đã giúp bé nghĩ ra ý tưởng, nghĩ ra món quà để tặng cho ông bà, đúng không? Bây giờ với câu C, niềm vui của ông bà. Thì chúng ta thấy rằng đến ngày lập đông, những ai đã về thăm ông bà? Mình nhớ lại trong sách giáo khoa xem, nhớ lại câu chuyện mà mình đã đọc xem, những ai đã về thăm ông bà nhỉ?
À, đến ngày lập đông, các cô chú đều về thăm ông bà và tặng ông bà rất nhiều quà, đúng không? Vậy thì bé Hà tặng ông bà cái gì và thái độ của ông bà đối với món quà ra sao? Bé Hà đã tặng ông bà chùm điểm 10 và ông nói rằng ông rất thích món quà của bé Hà. Như vậy là kết thúc câu chuyện, cô đã hướng dẫn chúng ta cách mình đặt câu hỏi và mình trả lời câu hỏi. Từ những câu hỏi đấy thì chúng ta hãy trả lời lại và chúng ta hãy kể toàn bộ câu chuyện. Và các con lưu ý là khi chúng ta kể toàn bộ câu chuyện thì mình hãy tự kể và không được nhìn vào trong sách giáo khoa để mình có thể kể toàn bộ câu chuyện bằng giọng văn của mình. Tiết học kể chuyện về sáng kiến của bé Hà của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong bài tập đọc sau nhé. Nối tiếp mạch tập đọc của tuần số 10 thì chúng ta sẽ vào bài tập đọc, đó chính là bài Bưu Thiếp. Các con sẽ mở sách giáo khoa trang 80 để mình cùng nhau đọc phần bài đọc này nhé. Phần đầu tiên mình sẽ đi vào phần luyện đọc. Phần 1 nhỏ cô sẽ hướng dẫn chúng ta, cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta trước các bưu thiếp này. Và lưu ý khi đọc bưu thiếp thì chúng ta đọc với giọng nhẹ nhàng và tình cảm. Chưa? Bức bưu thiếp đầu tiên là chúc mừng năm mới. Nhân dịp năm mới, cháu kính chúc ông bà mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Cháu của ông bà Hoàng Ngân. Đến bưu thiếp số 2, Phan Thiết ngày 28 tháng 1 năm 2003. Cháu yêu quý, nhận được bưu thiếp của cháu, ông bà rất vui. Vui nhất là thấy cháu viết chữ đẹp hơn trước nhiều. Năm mới, ông bà chúc cháu gái ngoan, học giỏi và chóng lớn. Hôn cháu, ông bà. Và sang phần số 3 chính là phần phong bì, đúng không? Phong bì ở đây sẽ có người gửi là Trần Trung Nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Người nhận Trần Hoàng Ngân, 18 đường Võ Thị Sáu, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Như vậy là cô vừa hướng dẫn chúng ta đọc phần bưu thiếp và phần phong bì. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần số 2 là phần mình giải thích một số từ khó. Ở đây mình thấy có từ là từ bưu thiếp, đúng không? Bưu thiếp. Đây là những tấm giấy cứng, khổ nhỏ dùng để viết thư ngắn, báo tin hoặc là chúc mừng, thăm hỏi gửi qua đường bưu điện. Chính là những cái tấm bưu thiếp mà chúng ta được thấy ở trong sách giáo khoa trang 80, đúng không? Và đây cũng là một số những mẫu của bưu thiếp. Có thể là bưu thiếp dùng để chúc mừng sinh nhật này, có thể bưu thiếp để chúc mừng năm mới. Có rất nhiều ý tưởng từ bưu thiếp này. Từ tiếp theo là từ nhân dịp. Chúng ta thấy trong bài đọc của chúng ta là có nhân dịp năm mới. Vậy mình thấy nhân dịp là tức là có được một cái thời điểm nào đó thuận lợi, thích hợp để làm một điều gì đó. Ví dụ như là nhân dịp năm mới này, hay nhân dịp khai giảng năm học này, nhân dịp mùng 8 tháng 3 này. Chưa? Nhân dịp tức là có được thời điểm thuận tiện, thích hợp để làm một cái điều gì đó thì người ta gọi là nhân dịp. Các từ mình thấy xuất hiện ở trong đây, ví dụ như Bình Thuận hay là Vĩnh Long, thì đây là các địa điểm, các địa danh ở trên đất nước của chúng ta. Phần thứ 3, cô sẽ hướng dẫn chúng ta luyện đọc ngắt nghỉ. Ví dụ, mình sẽ luyện đọc bưu thiếp đầu tiên là chúc mừng năm mới. Mình sẽ dừng lại một chút. Nhân dịp năm mới, ở đây có dấu phẩy, tất nhiên rồi thì chúng ta sẽ dừng lại. Nhân dịp năm mới, cháu kính chúc ông bà mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Cháu của ông bà, Hoàng Ngân. Vậy mình sẽ dừng lại những chỗ cô đã gạch để mình đọc ngắt nghỉ. Mình sẽ sang đến phần số 2 là phần mình cùng nhau đi tìm hiểu bài. Ở đây trong bài của chúng ta sẽ có 4 câu hỏi ở trang 81. Và chúng ta sẽ lần lượt đi trả lời các câu hỏi đó. Số 1 là bưu thiếp đầu của ai và gửi cho ai và gửi để làm gì? Với bưu thiếp đầu tiên mình thấy rằng muốn biết được là bưu thiếp này là gửi cho ai thì mình sẽ xem ở phần chữ ký của bưu thiếp, đúng không? Ở đây mình thấy chữ ký là cháu của ông bà Hoàng Ngân, đúng chưa? Vậy thì ở đây là bưu thiếp đầu là của bạn Hoàng Ngân gửi cho ông bà để chúc mừng ông bà nhân dịp năm mới. Như vậy là chúng ta nếu mình muốn biết là bưu thiếp đấy của ai và gửi ai thì mình hãy xem phần chữ ký của bưu thiếp, đúng không? Câu hỏi tiếp theo, bưu thiếp thứ hai là của ai và gửi cho ai, gửi để làm gì? Như vậy là mình sẽ xem phần chữ ký của bưu thiếp số 2.
Bưu điện thứ hai là của ông bà gửi cho Ngân để thông báo đã nhận được bưu thiếp và chúc mừng bạn nhân dịp năm mới. Vậy mình đọc bưu thiếp số 2 thì mình thấy có câu là: cháu yêu quý, nhận được bưu thiếp của cháu, ông bà rất vui. Đó, thế là mình thấy rằng để biết được là bưu thiếp của ai và gửi cho ai thì mình sẽ xem phần đầu tiên, đúng không? Phần đầu tiên và phần cuối cùng để mình tìm thông tin. Câu hỏi tiếp theo: khi gửi bưu thiếp qua đường bưu điện, em phải chú ý điều gì để bưu thiếp đến tay người nhận? Chúng ta thấy là bây giờ mình sẽ gửi bưu thiếp qua đường bưu điện và gửi cho một người ở nơi xa, gửi cho người thân ở nơi xa, đúng không? Vậy thì mình cần phải những thông tin như thế nào để bưu thiếp đó có thể đến tận tay người mà mình muốn gửi nhỉ? À, thế thì mình thấy rằng phải ghi địa chỉ người gửi, người nhận rõ ràng và đầy đủ. Ví dụ như ở đây, mình thấy rằng phong bì này đã có bên trên là người gửi, đúng chưa? Và bên dưới là người nhận, rất là đầy đủ. Có tên này, có số nhà, có địa chỉ cụ thể và chi tiết. Như vậy thì bưu điện mới chuyển cho chúng ta bưu thiếp đến nơi mà mình cần gửi. Chúng ta để ý bên trên chính là phần mình ghi tên người gửi và địa chỉ của người gửi. Và thứ hai là phần người nhận. Tiếp đến câu số 3 là bưu thiếp dùng để làm gì? Như vậy là chúng ta vừa mới đọc hai bưu thiếp rồi và cô đã giới thiệu cho chúng ta rất nhiều bưu thiếp khác nữa rồi. Vậy thì các con ơi, các con thử suy nghĩ xem là bưu thiếp dùng để làm gì? Đây, đây là bưu thiếp ở trong bài đọc của chúng ta. Thì bưu thiếp này có thể dùng để thông báo này, để chúc mừng này, để thăm hỏi. Và tất cả bưu thiếp này sẽ được chuyển qua đường bưu điện, đúng không? Câu số 4 là hãy viết một bức thư, một bức thiệp chúc mừng sinh nhật ông bà hoặc là chúc thọ ông bà và nhớ ghi địa chỉ của ông bà ở phong bì. Thì với yêu cầu này thì chúng ta hãy thử tạo một cái bưu thiếp để mình chúc mừng ông bà của mình. Mặc dù bây giờ, thời đại 4.0 đúng không? Chúng ta có thể chụp ảnh bưu thiếp và mình có thể gửi ngay cho ông bà. Hoặc là cần nói lời chúc mừng khi ông bà ở phương xa thì mình có thể gọi điện video đúng không? Mình có thể gọi qua Facebook, mình gọi qua Zalo để mình gặp trực tiếp ông bà. Tuy nhiên là việc viết bưu thiếp thì nó vẫn mang một cái ý nghĩa nhất định. Mình có thể tạo cho ông bà một niềm bất ngờ nào đó, tạo cho người thân của chúng ta một niềm bất ngờ nào đó thì mình sẽ dùng đến bưu thiếp. Vậy thì sau bài học ngày hôm nay chúng ta hãy thử tự tạo một bưu thiếp và mình gửi cho người thân. Cụ thể là mình sẽ gửi cho ông bà này, hoặc bố mẹ, hoặc là anh chị em, hoặc là bạn bè của mình ở nơi xa. Vậy kết thúc bài học bưu thiếp ngày hôm nay, các con hãy về đọc lại bài và trả lời những câu hỏi, ghi những câu trả lời vào trong vở của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong bài học ngày hôm sau.